Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tại đại hội cổ đông của công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ Senlen, mã chứng khoán CRE, nhiều người đặt dấu hỏi về xu hướng thị trường bất động sản sắp tới. Trước câu hỏi về việc chung cư liệu có lên giá nữa hay có nên mua chung cư, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Senlen Nguyễn Trung Vũ cho rằng một số phân khúc bất động sản đã tăng nóng trong thời gian dài và tới đây mức giá sẽ bình thường trở lại. Tôi khẳng định sau 30 tháng 4 giá không tăng nóng nữa đâu mà sẽ bình thường trở lại. Tôi cảm thấy thế là tốt cho thị trường, tốt cho người kinh doanh và tốt cho người mua nhà, ông Vũ nói. Lý do giá nhà sẽ không tăng nóng nữa, ông Vũ cho rằng do trước đây mọi người đang mua vì sống hoặc do một thời gian dài đóng băng thì ầm ầm lên mua, chứ tình trạng này không phải câu chuyện dài hạn. Điều quan trọng trong kinh doanh là phải dài hạn, phải bền vững. Nếu anh chị nào chưa mua chung cư thì đừng vội, đừng lo lắng quá, ông Vũ nhắn nhủ. Tình trạng giá một vài phân khúc bất động sản như nhà ở, chung cư, biệt thự liền kề lên khá cao thời gian vừa qua, ông Vũ bày tỏ là rất lo lắng, bởi nếu giá cứ lên mãi sẽ dẫn đến tình trạng cung không gặp cầu. Supply không gặp demand, người có cầu bất động sản chỉ là need, nhưng khả năng có tiền là không thể. Đó là cái mình rất lo lắng, bởi trong dài hạn, bất động sản sẽ rất căng thẳng nếu không có chính sách điều chỉnh từ vĩ mô. Nếu không có nhiều nguồn cung, giá bất động sản không giảm, thị trường sẽ khó khăn trong dài hạn và bất động sản có thể tăng nóng trong thời gian dài, ông Vũ nói. Nhận định về giá chung cư Hà Nội tăng nóng thời gian qua, Hội môi giới bất động sản Việt Nam VAS cho biết giá chung cư Hà Nội tăng vì khan hiếm là một hiệu ứng của quy luật cung cầu. Cung nhỏ hơn cầu nên buộc lòng phải tăng giá lên để đảm bảo sự cân đối. Mặc dù mức giá tăng có dấu hiệu tác động, tạo thông tin nhiễu loạn từ nhóm đầu cơ tạo cung cầu ảo để đẩy giá trên thị trường mua đi bán lại. Tuy nhiên, trên thực tế, khó có thể xác định và xử lý hành vi đầu cơ, thổi giá chung cư. Quyền xác định giá bán là của chủ sở hữu tài sản. Các bên tham gia giao dịch mua bán theo nguyên tắc thuận mua vừa bán. Trong bối cảnh nguồn cung ách tắc, cá nhân doanh nghiệp có hàng sẽ có lợi thế trong việc đưa giá. Việc người bán đẩy giá khi chung cư hay bất kỳ hàng hóa nào khan hiếm trên thị trường là điều không thể tránh khỏi, VAS nhận định. VAS cũng cho rằng giá chung cư Hà Nội sẽ có điểm điều chỉnh nhưng không nhiều. Đồng thời khuyến nghị để giá chung cư ổn định cần có sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước và các chủ thể tham gia trên thị trường. Một số đề xuất VAS đưa ra là cần tiếp tục thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực vệ tinh tới trung tâm thành phố. Nguồn cung đến từ khu vực ngoại ô, vùng ven sẽ kéo giảm giá nhà. Bên cạnh đó cần nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng nhà ở xã hội, chủ động điều tiết nguồn cung bằng cách sử dụng hiệu quả công cụ lập, điều chỉnh quy hoạch, bố trí thêm các quỹ đất sạch giúp các nhà đầu tư triển khai các dự án nhà ở xã hội ngay khi lập quy hoạch. Đồng thời, người dân phải có cơ hội được biết và tham gia góp ý cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đất đai được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, phát huy cao nhất giá trị sử dụng. Một đề xuất khác là cần sớm thông qua đề án thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác để thúc đẩy nguồn cung căn hộ, bởi một loạt dự án tại Hà Nội có mong muốn phát triển nhà ở thương mại đang gặp vướng mắc trong việc chuyển đổi thành đất ở. Giá nhà tiếp tục leo cao, chung cư cháy hàng. Đầu tháng 4 năm 2024, anh Hoàng Xuân Nguyên, 35 tuổi, ở Bùi Sương Trạch, Thanh Xuân, tìm mua một căn chung cư chuyển bố mẹ về Hà Nội sinh sống cùng. Anh đi tham khảo một loạt chung cư khu vực Nguyễn Tuân và ghi nhận giá ở mức khá cao, dù đã đi vào vận hành 4 đến 5 năm. Ví dụ một căn ở 47 Nguyễn Tuân, 67m², đã sử dụng được 5 năm, cho bán 4,6 tỷ đồng, tính ra giá bán 68 triệu đồng trên mét vuông. Tham khảo thêm 1 đến 2 phương án chung cư cũ gần đó, nhưng giá cao không kém, đều ở mức 62 đến 65 triệu đồng trên mét vuông. Đặc biệt tìm đến dự án ở 107 Nguyễn Tuân đang xây dựng và dự kiến bàn giao nhà quý 3 năm 2024, anh Nguyên không khỏi giật mình với mức giá tăng lên đến 100 triệu đồng trên mét vuông. Tăng sốc và quá nhanh, tôi chỉ nghĩ bên đó ở mức tầm 75 đến 85 triệu đồng trên mét vuông. Nếu chủ đầu tư ra thông báo giá mới bắt đầu từ ngày 25 tháng 3, hiện căn gốc đẹp nhất có giá 100 triệu đồng trên mét vuông. Môi giới nói rằng cũng không còn nhiều hàng. Hiện có căn rẻ nhất phù hợp với nhu cầu của tôi là 72 mét vuông, giá 6 tỷ đồng. Tính ra cũng gần 86 triệu đồng trên mét vuông. Anh Nguyên nói thêm. Tương tự chị Mai Anh, 38 tuổi, Đống Đa, Hà Nội cho biết, chị có tìm hiểu dự án ở 216 Trần Duy Hưng vì có nhu cầu mua căn 3 phòng ngủ. Tháng 12 năm 2023, giá tham khảo lúc đó thấp nhất là 58 triệu đồng, mua sang tay từ chủ cũ. Nếu chị Mai Anh quyết định mua, tìm hiểu lại thì chỉ sau 4 tháng, giá hiện nay khoảng 65 triệu đồng trên mét vuông. Đây là giá mua thứ cấp từ những người có vay ngân hàng, chịu áp lực tài chính, chứ còn hàng của chủ đầu tư thì gần 70 triệu đồng trên mét vuông, chị Mai Anh chia sẻ.
Theo khảo sát, nội đô Hà Nội ít có dự án có mức giá lên đến 100 triệu đồng trên mét vuông. Ngoài trừ một dự án mới mở bán ở khu Thành Công, tên thương mại là Gloria Sick Park, với quỹ căn cực ít chỉ 110 căn. Mức giá trung bình là 120 triệu đồng trên mét vuông. Trong khi đó, giá một số dự án vẫn neo cao như các khu Judic, Hoàng Đạo Thúy neo ở mức 60-62 triệu đồng trên mét vuông, khu Home City Trung Kính trung bình 65-70 triệu đồng trên mét vuông. Hoặc như các khu tập thể cũ, tại trung tâm như Đống Đa, Ba Đình, Hoàng Kiếm, giá được rao trên các trang mua bán dao động từ 120-140 triệu đồng trên mét vuông. Ví dụ, một căn hộ tầng 1 diện tích 21 mét vuông tại khu tập thể Thành Công đang được rao bán ở mức 2,6 tỷ đồng, tương đương 123,81 triệu đồng trên mét vuông. Nhiều căn hộ khác thuộc cùng khu tập thể này cũng tăng giá từ 3-5 triệu đồng trên mét vuông thời gian gần đây. Theo CBRE, quý đầu năm 2024, Hà Nội ghi nhận 2.300 nguồn cung căn hộ mới, trong đó tổng số căn bán được khoảng hơn 2.000 căn. Trong khi đó, giá bán sơ cấp trung bình tại Hà Nội hiện đạt mức 56 triệu đồng trên mét vuông. CBRE cho biết, về mặt bằng giá bán bất động sản nhà ở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1 cũng ghi nhận những diễn biến trái chiều. Tại thời điểm cuối quý 1 năm 2024, giá sơ cấp chung cư thành phố Hồ Chí Minh đạt mức 61 triệu đồng trên mét vuông, không thay đổi so với quý trước và giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi thị trường chung cư Hà Nội thiết lập mức giá mới, giá trung bình 56 triệu đồng trên mét vuông, con số này tăng 5% theo quý và 19% theo năm. Trong quý này đã ghi nhận mức chênh lệch giữa giá sơ cấp chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh so với Hà Nội thu hẹp đáng kể. Giám đốc của Easy Property Việt Nam, ông Nguyễn Đức Toản cho rằng nhà ở thương mại khó có thể giảm giá được. Ông Toản đưa ra ba lý do. Thứ nhất, một mặt bằng giá nhà thương mại mới tại Hà Nội đã được thiết lập, hiện nay đang ở mức 56 triệu đồng, thấp hơn ở thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển trước đây cả chục năm. Thứ hai, nguồn cung chắc chắn sẽ không còn dồi dào như trước đây, khi luật đất đai sửa đổi có hiệu lực, chi phí đầu tư ban đầu của các dự án mới sẽ cao hơn trước rất nhiều. Ông lấy ví dụ, một chung cư mới xây tại Lê Văn Lương, chi phí thuế chủ đầu tư nộp cho ngân sách nhà nước khoảng 18-20 triệu đồng trên mét vuông, thêm các chi phí đầu tư xây dựng khoảng 20 triệu đồng trên mét vuông. Tính ra suất đầu tư đã hơn 40 triệu đồng, chưa kể còn rất nhiều các chi phí khác, giá không thể thấp hơn. Và thứ ba, cầu quá lớn. Hiện nay nguồn cung chỉ khoảng 17.000 căn hộ, nhưng nhu cầu chung cư mỗi năm tại Hà Nội vào khoảng 80.000 căn. Đặc biệt hiện nay đang có xu hướng các cặp vợ chồng trẻ tách ra từ các đại gia đình lớn, chọn chung cư làm nơi sinh sống. Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn, chung cư có thể có dấu hiệu giảm nhiệt nhưng chưa thể ngay. Nó sẽ ở trạng thái đi ngang. Các nhà đầu tư nên tiếp tục quan sát và lựa chọn khi mặt bằng giá ổn định thì mới xem xét quyết định xuống tiền. Chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ có sự luân phiên tăng nhẹ, đi ngang, tăng nhẹ. Đó là bản chất của giai đoạn chuyển đổi từ vùng đáy sang đảo chiều. Ông Quốc Anh nói thêm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.